Tử vi tuổi Nhâm Thân 1992, tháng 6 âm lịch. Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, những người tuổi Nhâm Thân mệnh Kiếm Phong Kim thường có tư chất quyết đoán, nghiêm nghị, dứt khoát. Trong cuộc sống và công việc, họ luôn khẳng định cái tôi của mình, nên người khác tiếp xúc với họ sẽ thấy cái đanh thép phát ra ngoài. Và điều này khiến cho người khác thấy họ khó gần, lạnh lùng, thậm chí cứng nhắc về nguyên tắc lập trường và độc đoán. Mệnh Kim vốn dĩ bản chất óng ánh, nên những người tuổi Nhâm Thân mệnh Kiếm Phong Kim thường có ngoại hình đẹp đẽ, nội tâm phong phú, tâm hồn nhiều màu sắc, thông minh, nhanh nhẹn. Họ rất nhạy bén, tài cao, có tính cách mạnh mẽ. Họ có tính chất quyết đoán, kiên trì, nghiêm nghị và dứt khoát với mọi việc. Trong cuộc sống cũng như trong công việc, họ luôn khẳng định được cái tôi của mình, có ý chí rất cao và một tâm tính khốc liệt. Trong chương trình ngày hôm nay, kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ với quý vị về vận hạn, hung cát, cũng như mọi khó khăn thuận lợi của mệnh chủ tuổi Nhâm Thân trong tháng 6 âm lịch năm Tân Sửu. Cụ thể hơn, thông qua tử vi trong thời điểm này, mệnh chủ tuổi Nhâm Thân sẽ biết được cuộc sống có những thay đổi như thế nào so với năm trước. Liệu có điều gì tốt sẽ xảy đến hay không? Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Đặc biệt, phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin, quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Sau đây sẽ là phần tổng quan của gia chủ Nhâm Thân trong tháng 6 âm lịch năm 2021. Những người tuổi Nhâm Thân 1992 mang mệnh Kiếm Phong Kim, có tài lãnh đạo, là những người lãnh đạo trời sinh. Họ thông minh và khéo léo trong giao tiếp, thích trở thành người nổi bật, thích chăm sóc cho mọi người. Đôi khi họ gây phản cảm bởi quá hãnh tiến và trời trội. Đây là điều mà người tuổi Thân mệnh này nên thay đổi để không ảnh hưởng đến con đường sự nghiệp sau này. Hình tượng của gia chủ tuổi Nhâm Thân gắn liền với hình tượng của một con khỉ, vốn tượng trưng cho sự nhanh nhẹn, thích nhảy nhót, thích biến báo, là những người có khả năng thích ứng tốt với mọi điều kiện và môi trường ở xung quanh. Đây cũng là hình tượng chính của gia chủ Nhâm Thân trong vấn đề công việc. Những người tuổi Nhâm Thân 1992 rất dễ hòa đồng, dễ thích nghi. Họ có thể sẽ nắm bắt các giá trị cốt lõi để đạt được định mức tối đa trong vấn đề công việc. Điểm mạnh của gia chủ tuổi Nhâm Thân sau khi biết được đủ các bước từ 1 đến 10 trong công việc của mình, họ sẽ dần tạo ra cho mình một đường tắt riêng. Dự báo trong tháng 6 âm lịch, công việc không phải lúc nào cũng được như mong đợi, nhất là những ai mới nhận nhiệm vụ sẽ dễ để xảy ra sai sót thường xuyên. Về khía cạnh tài chính của gia chủ tuổi Nhâm Thân, trong tháng này không thật sự tốt, công việc không thuận lợi nên thu nhập ít đi cũng là điều dễ hiểu. Gia chủ nên chi tiêu tiết kiệm, bớt những thói quen phù phiếm, tốn kém, cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý. Nhâm Dương Thủy gặp Ất Âm Mộc nên được gọi là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây là tháng khá tốt cho gia chủ tuổi Nhâm Thân, nếu có cơ hội tốt, cần phải nắm bắt thì sẽ có được tài lộc, sự phát triển tốt đang chờ đợi gia chủ ở phía trước. Đặc biệt trong năm 2021, thái tuế là Sửu, để cho vận trình sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, gia đạo được hành thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang bên mình một kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt kim bài thái tuế của kênh Phong Thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chi chú, xem ngày sử dụng để cho gia chủ tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992 mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình của gia chủ tuổi Nhâm Thân trong tháng 6 âm lịch qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp, quan vận. Với những người đã đi làm, sự mệt mỏi, chán chường sẽ làm giảm sút hiệu quả công việc,
mọi sự đóng góp của gia chủ không được cấp trên công nhận, sự cố gắng của gia chủ như dã tràng xe cát. Tuy nhiên đừng lấy đó làm lý do để lười biếng, chảnh mạng, hình thành thói quen không tốt cho bản thân. Nếu gia chủ muốn nhảy việc trong tháng này thì nên suy nghĩ lại, đây chưa phải là thời cơ tốt. Gia chủ sẽ phải bắt đầu lại mọi thứ, bỏ lại sự cố gắng, nỗ lực cho đến thời điểm hiện tại. Đừng vì chút nóng giận và dẫn đến quyết định sai lầm. Nên bình tĩnh suy xét mọi vấn đề có thể gặp phải, bởi có những chuyện dù chúng ta không mong muốn thì nó vẫn cứ xảy ra. Chỉ có cách giải quyết tốt nhất, chứ không thể nào trốn tránh mãi được. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp năm 2021, Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Thân, Tí, Thìn, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với gia chủ, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Nhâm Thân, để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Những người tuổi Nhâm Thân trong tháng 6 âm lịch nên chi tiêu tiết kiệm vì tài lộc vẫn chưa thực sự như ý. Có nhiều chuyện xảy ra, công việc kém suôn sẻ, bản mệnh sẽ gặp nhiều khó khăn trong mong muốn nâng cao thu nhập cho mình. Gia chủ biết lượng sức mình, biết bản thân đang ở đâu, có ưu thế gì và cần phải làm sao để đạt được mục tiêu mà mình mong muốn. Tuy nhiên, đôi khi những gia chủ tuổi Nhâm Thân lại chưa biết linh hoạt để có thể giải tỏa bớt áp lực cho mình. Mọi người chỉ chăm chăm làm việc mà không giải trí, thư giãn tinh thần nên có thể sẽ cảm thấy mệt mỏi. Nên biết nghỉ ngơi cùng với làm việc để tái tạo sức lao động, chớ nên tham công tiếc việc quá mức. Bởi khi cơ thể đã quá mệt mỏi thì dù có cố gắng hết mức làm việc cũng khó đạt được hiệu quả cao. Ngoài ra, để mọi việc được hành thông và thuận lợi, gia chủ hãy sử dụng pháp khí của nhà Phật, Bát Bảo, Tâm Kinh. Pháp khí sẽ giúp gia chủ xua đuổi những hung tinh, vận hạn xấu, ảnh hưởng đến công việc và con đường làm ăn. Đồng thời, pháp khí sẽ chiêu tài lộc, tăng may mắn, chiêu mời quý nhân tương trợ, giúp sự nghiệp, việc kinh doanh, đầu tư được thuận lợi và phát triển rực rỡ trong thời gian sắp tới. Thứ ba, về mặt tình cảm, gia đạo. Tháng này, mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình không được tốt. Đối với gia chủ tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992, vận trình tình cảm không được tốt. Năm mệnh đừng mất nhiều thời gian vào chuyện yêu đương, mà hãy dành thời gian và tinh thần cho công việc. Thành quả thu được sẽ tốt hơn nhiều. Đừng cố chấp mà bắt đầu một cuộc tình mới khi bản thân còn chưa sẵn sàng. Nữ mệnh tuổi Nhâm Thân là một người nhạy cảm, trong chuyện tình yêu luôn là người chịu nhiều thiệt thòi. Trong tháng này, tình cảm của gia chủ sẽ tốt đẹp và êm đềm hơn rất nhiều. Tuy nhiên, tử vi tháng này khuyên gia chủ không nên suy nghĩ mọi chuyện theo hướng tiêu cực, ngờ vực, suy đoán sẽ xảy ra mâu thuẫn không đáng có. Tháng này, gia đình của gia chủ có chuyện vui, có thể có một chuyến đi du lịch xa. Đây là cơ hội để gia tăng tình cảm của gia đình, cải thiện mối quan hệ với gia chủ, giữa các thành viên với nhau. Vậy nên để kích hoạt vận đào hoa, Thầy Gia Cát khuyên gia chủ tuổi Nhâm Thân hãy mang bên mình pháp khí tam hợp quý nhân, Thân, Tí, Thìn. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, hóa giải xung khắc, mâu thuẫn với nửa kia, giúp gia đạo yên ấm, tình cảm phát triển và đi lên. Đồng thời, những gia chủ tuổi Nhâm Thân còn năng độc thân sẽ sớm tìm được đối tượng ưng ý trong năm Tân Sửu. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Trong tháng 6 âm lịch, sức khỏe của gia chủ tuổi Nhâm Thân khá ổn định. Mọi người có chút phiền muộn do không có sự đồng tình ủng hộ của cấp trên cũng như đồng nghiệp. Thu nhập cũng thấp hơn so với các tháng trước, nên khiến bản thân lo lắng trong chi tiêu. Những gia chủ tuổi Nhâm Thân không nên quá cần lực kiếm tiền mà quên mất chăm sóc sức khỏe bản thân. Gia chủ nên sống khoa học hơn, quy củ hơn, cân bằng công việc và cuộc sống sẽ giúp mọi người không những thành công mà còn có thể hưởng thụ trọn vẹn thành quả của mình sau những năm tháng vất vả lao động. Nên thường xuyên đi chùa để giữ được tâm thế thanh tịnh, thoải mái. Mọi người tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992 hãy luôn mang bên mình pháp khí phong thủy, Minh Quang Pháp Bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát,
đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của gia chủ nhâm thân. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ ngày cát lành, đại kỵ trong tháng 6 âm lịch, để mọi người có thể nắm rõ, tránh trường hợp không may xảy ra. Tháng 6 âm lịch bắt đầu từ ngày 1 tháng 6, kết thúc vào ngày 29 tháng 6, từ ngày 10 tháng 7 đến ngày 7 tháng 8 dương lịch. Tháng Giáp Ngọ nạp âm phích lịch hỏa, tháng Ngọ lục hợp mùi, tam hợp dần, tốt thành hỏa cục, xung Tý, hình Ngọ, hình Dậu, hại Sửu, phá Mão, tuyệt Hợi. Đối với người tuổi nhâm thân trong tháng 6 âm lịch cần tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 8 tháng 6, từ ngày 17 tháng 7 dương lịch, nạp Giáp, Bính Dần. Thứ hai ngày âm lịch 20 tháng 6, từ ngày 29 tháng 7 dương lịch, nạp Giáp, Mậu Dần. Đây là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của mệnh chủ tuổi nhâm thân. Trong những ngày này, mệnh chủ cần hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của và những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Đồng thời nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra trong tháng còn có một số ngày cát lành để gia chủ tuổi nhâm thân tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng, hoặc có thể tiến hành những vấn đề nhỏ trong gia đình đều hết sức thuận lợi. Đây chính là những thời điểm tốt để có thể thực hiện công việc. Thứ nhất, ngày âm lịch 11 tháng 6, tức ngày 20 tháng 7 dương lịch, nạp Giáp, Kỷ Tỵ, nạp âm, Đại Lâm Mộc. Thứ hai, ngày âm lịch 23 tháng 6, tức ngày 2 tháng 8 dương lịch, nạp Giáp, Tân Tỵ, nạp âm, Bạch Lạc Kim. Quý vị thân mến, trên đây kênh Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ vận trình tử vi của gia chủ tuổi nhâm thân trong tháng 6 năm 2021 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, quý vị có thể áp dụng, tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc được thuận lợi, suôn sẻ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình ngày hôm nay. Ngoài việc chọn lựa ngày tốt phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc trọng đại, thì để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, hoặc các vấn đề như những dự định công việc, tử vi 12 con giáp trong từng tháng, tử vi của bản thân, xin mời quý vị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị ở trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra hãy đưa ra những ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn. Điều đó sẽ giúp chúng tôi đưa đến quý vị những kiến thức chuẩn chỉnh nhất về phong thủy. Mọi người đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.